À, ngay trạm dừng chân thứ hai ở di tích núi Đá Dựng Hà Tiên có nhà bia tưởng niệm 21 chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ tại khu vực Hà Tiên. Và đây là con đường đi xuống Bồng Lai Tiên Cảnh, các bậc tam cấp phía sau lưng của tôi.